Chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghĩa Audio. Hôm nay rất vui được gặp lại anh em với một cái lô loa vừa mới về bên em. Đây là một lô loa thứ 3 của Bosu đã về cập bến ở bên em. Đấy, Bosu PF12. Đấy, anh có thể xem ở đây nhá. Ở đây thì nó hơi tối một chút thôi. Em quay trong kho tí nó vào cho anh em xem rõ hơn về cái lô loa này. Đợt này về thì nó có khoảng 20 đôi. Em đang xếp ở đây. Bo Su nhá. Đối với loa này thì nó có một cái lớp sơn rất là đặc biệt anh em nhá. Đặc biệt cái loa này là sơn sần cát, nó siêu bền luôn. Kể cả nước hay là anh em chơi ngoài trời, lẫn anh em chơi phòng hát thì nó siêu bền luôn, không bị ẩm thấp nở thùng cái thứ đâu. Đấy. Hàng này nó thiết kế đặc biệt như vậy. Có một số cái nó móp méo này thì em sẽ nắn ra cho anh em rất là thẳng và đẹp đây. Em nhìn bên hông này, nó một cái đường rất là đẹp này, nó giống như con Audio Center nhá, Audio Center Bosu. Nó sẽ có 3, 1, 2, 3, 3, 4 cột ở trong. Đấy. Và trong này em sẽ cho anh em xem một đôi, em đã cho trong này, em thử cho anh em. Đấy. Bosu em nhá. Bosu thì cái đặc điểm của cái dòng này thì cái tiếng ca cũng như tiếng nhạc của nó rất là uy lực, mà đánh nó rất là bền, bền bỉ. Nếu anh em nào muốn sử dụng một cặp loa nghe hay tiếng hay, hát bay tiếng đấy, rất là sáng, thì nên chơi dòng này với những cái rất là khuôn tiền đấy. Cực kỳ đẹp anh em nhé, cực kỳ đẹp luôn. Anh em có thể nhìn từ xa này, với cái thùng nó thiết kế rất là nhỏ gọn này. Có cái bề ngang này thì nó khoảng độ tầm 38cm. Anh nhìn cái viền bát thì nó sẽ đưa gần ra là hết ngoài thùng rồi. Lớp sơn sần anh em này. Lớp sơn sần nha. Ở trên nóc thì có tất cả những cái ốc để mình có thể treo đứng loa lên, hoặc là bên hông mình có thể treo, có ốc để mình treo trong ngang loa này, phù hợp cho anh em tiện khi anh em mình sử dụng là treo ở trong phòng, như trần thấp, như trần cao mình đều treo được hết nhá. Và cái tiếp theo nữa là cái đường sau, hai tay jack hai bên này, thùng nó sẽ vát hình như này anh em nhé. Thì như này thì nó sẽ làm đồ loa center được, nó center được giống như dòng B3 của VW1212 đều có thể làm như này để làm center được anh em nhé. Đấy, nó center rất là hay. Đằng sau thì đầy đủ hết thông tin cho anh em luôn. Đấy, Bosu là một thương hiệu đến từ Đức anh em nhé. Đây anh em thể xem này. Đấy. Công suất trung bình là 400W này, max 800W này. Hai wire speaker system Bosu Germany anh em nhé. Một lớp sơn sần cát rất đặc biệt, vì lớp sơn sần cát này nó rất là đắt tiền anh em nhé, cực kỳ đắt tiền luôn. Anh em mà sở hữu một đôi loa này thì có là đẳng cấp rồi. Ok, bây giờ em sẽ mở nội thất ở bên trong để cùng khám phá cho anh em bên trong của chiếc loa này. Ok, đây là một chiếc loa Bosu PF12 mình tháo ra cho anh em xem nhá. Anh em để ý là từng cái ốc này, ốc là ren mịn đây, ốc trong nhá. Đây. Em sẽ tháo ra cho anh em cùng xem này. Đấy. Đây.
đây là cái căng tem này, hàng rất là đẹp luôn anh em nha, hóa chất luôn hàng này luôn, hàng này là hàng công ty xịn sò luôn đấy, lỗ để cắm giá treo cọc ba chân này, bên này có một cái lớp nỉ để mình chắn cái căng nhá, cái căng này để tránh nó bị va đập vào thùng khi mà nó đánh căng, đánh bát mạnh. Đây là kèn này. Ok, em sẽ cho kèn ra trước, bát hơi nặng tí phải dùng hai tay. Kèn này. Đây mình nhắc được cái bát của nó lên nè, bò xù nè, made in Germany nè, thơ từ rất là dày, từ nó dày vào tận trong này anh em nhá, dày tận khoảng 4 phân nữa, đấy, từ rất là khỏe, côn 76 này, vòng côn này, đấy, anh em nhìn thấy chưa, lại CQ đàng hoàng này, 8 ôm, công suất 400W mình cái bát không, đấy, thùng này, ok chắc chắn luôn anh em nhá, đấy, bông tiêu âm này, wow, phần tận quá là khủng khiếp luôn. Em sẽ nhổ cái dây này ra. Đấy, đưa cái bát cho anh em cùng xem này. Này, côn này. Côn nhện vàng. Đấy, keo côn đỏ. Keo côn đỏ như dòng BMB nhá. Nhện vàng. Côn nổi. Dòng côn nổi. Đấy, gân này. Đấy, anh em nhìn chưa? Rất là đẹp luôn. Dòng này đánh không biết đến bao giờ cho nó hỏng. Ok. Cái phân tần của nó sẽ bị cái dây vướng dây này anh em để này cho anh em xem luôn này. Đây, có tem đầy đủ hết này. Bây giờ không nhìn một chút, em sẽ nghiêng cho anh em xem. Đấy, Bosu Made in Germany nhá. Ốc trong cái phân tần này đều là ốc của kèn, đều vít hết nhá. Đấy, phân tần này. Phân tần vàng chóe luôn anh em nhá, phân tần vàng. Đấy. Quá gấu luôn, phân tần nó phải như bàn tay mình luôn anh em. À, anh em nhìn rõ chưa? Quá là gấu này, to như cái bàn tay của mình luôn. Này, cuộn cuộn đông của nó này, cuộn cảm này, chở này, tụ này, to đùng luôn. Em nhìn bên này cũng thấy được phân tần này, phân tần nó dài từ bát lên chép luôn. Sau này đánh kèn thì quá trời là đẳng cấp rồi. Ok, đây là toàn bộ nội thất của em đây nhá. Bây giờ mình sẽ thử chất tiếng cho anh em. Em sẽ đóng bước này vào. Ok, bây giờ mình sẽ test một đoạn nhạc trên cái cặp loa Bosu này. Cặp loa Bosu này cho anh em cùng nghe. Với một cái cặp loa hàng ngon này, hàng rất là chất anh em nhá. Và được đánh trực tiếp từ con đẩy BD Watson này. BD Watson 4.0 anh em nhá. Hai kênh, này, đánh trực tiếp từ điện thoại ra. Và mời anh em cùng lắng nghe. Ok. Em sẽ mở thử kênh một lần. Một kênh này. Kênh 2 này.
lực luôn anh em nhé. Nó thể hiện những cái bản nhạc rất là hay, chân thật nhất và sống động nhất đến cho anh em. Và bây giờ mình sẽ test thêm một đoạn nữa về cái thể loại nhạc khác nhau và nhạc khi hát karaoke thì nó sẽ thể hiện như thế nào, thì mời anh em cùng trải nghiệm nhé. Đối với dòng loa này thì bên em đã bán rất là nhiều rồi, hôm nay tôi kỹ lại cho anh em để anh em nào chưa biết đến những cái dòng loa này. Đấy. Và trên thị trường có rất là nhiều anh em đã sử dụng cái dòng loa Bosu này. Đấy, từ rẻ đến đắt, nên đây là một cái mã cao cấp của cái hàng Bosu anh em nhé. Đấy, chuyên để sử dụng cho anh em karaoke gia đình, hàng chất lượng cao, hàng VIP và phòng hát đều chơi được những cái dòng loa như thế này với giá rất là hợp lý anh em nhé. Đấy, chỉ 7.8 triệu một đôi loa, mã cao cấp anh em nhé, mã cao cấp nhất của dòng Bosu. Đấy, xin mời anh em cùng theo dõi. Niềm buồn và uất, bờ môi tắt hẳn nụ cười. Giây phút bên nhau này còn đâu nữa. Người về trong thương nhớ, người đi nhớ thương người. Giây phút bên nhau này còn đâu nữa. Người về trong thương nhớ, người đi nhớ thương người. Ngày xưa đó em ấy đón dịu nhau đi trên con đường lẻ loi. Mấy năm qua rồi em mình không gặp nữa, bao yêu thương và nhớ. Anh xin chép nên thơ vào những đêm buồn. Mưa rơi từng đêm trên điện biên, trên đồn khuya lòng ai thương nhớ vô biên. Yêu em ngày đó anh nhìn em mắt hoen sầu, không nói nên câu xa từ. Ok, anh em đã vừa nghe xong mình thử là cái chất âm của cái dòng đẩy BD Watson cùng với những cặp loa Bosu. Cái thứ nhất là cái tiếng nó phải trong sạch, khi anh em nghe nó phải tách bạch ra. Đấy, và nó chi tiết, bass nó phải xuống sâu, những cái giải tần xuống rất là sâu. Giải tần sâu thì anh em có thể cảm nhận được, chứ anh em không thể nào mà nghe thấy được. Những cái giải tầm dưới 40Hz thì nó thể hiện là mình cảm giác như là nó rất tức ngực và rất là sâu, chứ mình không thể nghe được cái tiếng đấy anh em nhé. Đấy, thứ hai nữa là anh em vừa nghe mình xong, mình thử cả cái tiếng ca ở trên cặp loa này, nó rất là bay bổng khi kết hợp cùng với những cái dòng vang hàng bãi như là X5 hoặc là BF306D+, là những cái dòng vang số bãi xịn anh em nhé. Đấy, hoặc những dòng vang chạy chip analog 21375 hoặc là chip analog của device analog 221489 đều sử dụng được những cái dòng loa như thế này. Đấy.
Và mình xin báo giá luôn cho anh em là cái cặp loa này thì đang bán với giá 7.800.000 tại Nghĩa Audio, và con đẩy Watson vừa thử ở đây thì có giá là 3.600.000 anh em nhé. Ok, thì mình xin kết thúc cái video test cái loa ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Xin chào. Ngày nào thanh trong tay lối về cuộc hẹn hò, dìu em giấc mộng vừa tròn, tình thắm môi nồng, đêm dài điều luyện nghẹn ngào trong thương nhớ, vì mãi bước theo chồng. Em sang ăn rồi chôn kỷ niệm vào thương nhớ, hốt lên tóc mềm chuẩn bị sầu thắm bước đôi mi. Xin em một lần cho ước nguyện tình yêu cuối, yêu thương không tròn thôi xa từ đi em ơi. Trăng lạc lối ra.